chào tất cả các em. Các em có biết hôm nay chúng ta tập trung tại đây để làm gì không nào? Cô xin mời một bạn trả lời giúp cô nào. Cô xin mời con. Dạ thưa cô, hôm nay chúng ta tham gia chương trình Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao nâng cao trí lực ạ. Rồi, đúng rồi, cô cảm ơn con. Các con biết không, nếu chúng ta lười vận động, không chịu rèn luyện thể thao, không chịu tập thể dục, thì các con sẽ có thể mắc một số bệnh, ví dụ như là bệnh béo phì, vẹo cột sống, yếu xương và rất là nhiều các bệnh khác nữa. Các em học sinh thân mến, hàng ngày chúng ta phải dành ra ít nhất khoảng 60 phút trên ngày để chúng ta luyện tập thể thao vào những cái thời gian, ví dụ buổi sáng hoặc là trong các cái giờ ra chơi, đúng không nào? Như vậy chúng ta vận động bằng nhiều cách. Ví dụ chúng ta chơi đá bóng, chúng ta chơi nhảy dây, rồi nhảy aerobic hoặc là nhảy flat mode như trường chúng ta ngày hôm nay. Trường chúng ta sẽ thi nhảy với 1.000 trường khác trên cả nước. Các em có đồng ý không nào? Và sau đây xin mời âm nhạc.